Quả thực là người lao động phải ở rất là vất vả, lao động mưu sinh dưới thời tiết nắng nóng gay gắt như thế này. Và điều mà mọi người đang quan tâm là không biết là thời tiết nắng nóng như thế này sẽ kéo dài đến bao giờ tại thành phố Hồ Chí Minh ạ? Vâng, hạnh phúc do thời gian này thì vẫn đang trong mùa khô, vì vậy mà thời tiết nóng sẽ còn kéo dài cho tới cuối tháng 4. Nắng mạnh khiến cho nhiệt độ tăng cao, lúc 11 giờ đã là 33 độ, tương đương so với ngày hôm qua. Dự báo đến chiều nay cảm giác nóng khô sẽ còn rõ hơn nữa khi mà nhiệt độ tăng lên mức là 36 độ. Đây là mức nhiệt dự báo trong lều khí tượng. Còn bên ngoài, dưới tác động của hiệu ứng đô thị, nhiệt sẽ còn cao hơn từ 2 tới 3 độ, cùng với độ ẩm thấp chỉ khoảng là 37%, quý vị sẽ cảm thấy nóng khô rõ rệt. Trong thời tiết này, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ quá tải, chập cháy. Để tránh các sự cố, quý vị lưu ý là kiểm tra tắt các thiết bị điện không cần thiết khi ra khỏi nhà. Mỗi gia đình nên chuẩn bị sẵn các tình huống thoát nạn an toàn khi có cháy. Với thủ đô Hà Nội lại là kiểu thời tiết nồm ẩm, lượng hơi nước trong không khí duy trì ở mức cao trong chiều nay trên 70%, cộng với trời hưởng nắng, nhiệt độ tăng lên mức là 30 độ sẽ khiến chúng ta có cảm giác bức bí. Đến tối mưa nhỏ quay trở lại, độ ẩm sẽ còn tăng thêm lên 88 tới 90%. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.